Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Mộng ảo Tây Du Của ta may mắn 9999 Cập nhật ổn định, tuyệt đối không hố. Năm 2019, The Dream West Tour, cuốn sách mới của năm. Lý Thái Kỳ trong mắt Tây Du, giống như đã xảy ra biến dị, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy vật phẩm tiền lợi. Bản đồ kho báu cao cấp. Súng ống. Thậm chí luyện yêu cắt hết thảy, ở trong mắt Lý Thái Kỳ, chẳng qua là các loại số liệu điểm tổ chức lại. Tên sản phẩm Trigger Map Advancer vị trí 31.12 lợi nhuận Cao cấp ma thú yếu quyết Mang theo kỹ năng Cao cấp hút máu Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước một tà có thể nhìn đến lợi tức. Sách mới cầu lai. Like. Cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Blog name. nêm. The giờ Map, Lao Lever, bằng tiếng Anh. Vị trí. 35,47 lợi nhuận. Ma thú yếu quyết một. Kỹ năng mang theo. Hút máu. Lý Thái Kỳ nhìn tấm tàn bão các trong bao, lâm vào trầm tư của mình. Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh ngủ, Lý Thái Kỳ mở ra trò chơi lĩnh quà sinh nhật, sau khi chiếm được một tấm bản đồ bảo tàng, còn chưa mở ra, liền thấy được bên cạnh bảo đồ, xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Địa điểm, phần thưởng, tất cả đều có. Mộng ảo có phải ra BUG hay không, loại thuộc tính này đều có thể nhìn thấy. Vấn đề là tấm bảo đồ này, còn chưa mở A, à, cái này đều có thể làm được. Lý Thái Kỳ cầm con chuột, hướng về bản đồ kho báu nhấn nút phải. Tọa độ trên tàn bảo đồ nằm ở Ngạo Lai quốc, 35,47. Mẹ nó, thật đúng là 35,47. Chẳng lẽ nói thuộc tính mình nhìn thấy chính là thật. Lý Thái Kỳ vội vàng mở gói hàng, lấy ra một tấm phi hành phù bay tới Ngạo Lai quốc. Tự động tìm đường cũng không tìm đường, trực tiếp thao tác chuột, liền hướng 35.47 đi đến. Hút máu cho ta. Hút máu cho ta. Đi tới vị trí mục tiêu. Lý Thái Kỳ ngừng lại, tại chỗ chờ đợi đại khái 3 giây, ấn xuống chính mình là nút chuột trái. Chúc mừng ngươi đạt được bí tịch yêu quái để lại. Cư nhiên thật đúng là thú quyết, Lý Thái Kỳ mở ra bao bọc vừa nhìn, quả nhiên, bao bọc bên trong quyển này, thật đúng là hút máu. Thật sự xuất hiện bút sao. Một xe cấp thấp tàn bảo đồ, tiện nghi thời điểm, cũng liền 50 vạn, đắt thời điểm, cũng sẽ không vượt qua 60 vạn. Nếu như mình thật sự có loại năng lực này, một quyển thú quyết có thể hồi vốn. Hiện tại hút máu mặc dù không có đắt như trước kia, thế nhưng cũng ít nhất trăm vạn một bản a, tùy tiện ra một quyển hút máu là có thể hồi vốn, nếu ra mấy cái kim cương định hồn châu gì đó, không phải từng phút kiếm nhiều tiền sao? Bản đồ kho báu, cấp thấp. Vị trí. Uông Cân, thu nhập. Uông Cân vốn tưởng rằng có thể tùy tiện nhìn thấu những tàn bảo đồ này, không nghĩ tới lại toàn bộ đều là không biết. Đây rốt cuộc là sai lầm xuất hiện ở chỗ nào? Lý Thái Kỳ thử dùng 28.888 lượng bạc, mua một tấm tàn bảo cắt. Chính là tấm vừa rồi biểu hiện không biết kia. Chuỗi chữ nhỏ kia, lại một lần nữa hiện ra, văn tự hiện tại xuất hiện, lại không giống với vừa rồi. Tàn bảo đồ, cấp thấp, vị trí. Giang Nam Diêu Hoài, 56.18, lợi nhuận. Nhìn năm chướng khí. Chết thọ rồi. Lại là cái này phá thưởng. Phần thưởng rác rưởi nhất của tàn bảo đồ cấp thấp, cái gì cũng không chiếm được không nói, còn muốn trừ máu trừ lam. Không đúng sao? Vì cái gì vừa rồi nhìn thấy đều là không biết, hiện tại lại có thể toàn bộ nhìn thấy. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi tấm bảo đồ này, mặc dù là bậy ở trên quầy hàng, cũng không phải đồ thuộc về Lý Thái Kỳ, đợi đến khi Lý Thái Kỳ đem tàn bảo đồ mua lại, quyền sở hữu tàn bảo đồ biến thành Lý Thái Kỳ, cho nên Lý Thái Kỳ mới có thể nhìn ra số liệu ẩn giấu của tàn bảo đồ. Như vậy thì đơn giản, bảo đồ loại này, chỉ cần không có mở ra, đó chính là tùy tiện bán. Chỉ cần Lý Thái Kỳ mua toàn bộ bảo đồ, sau đó xóa chọn một lần, có thể đạt được lợi nhuận trên 30 v đúc, liền lưu lại, lợi nhuận tương đối thấp, trực tiếp bày sạp bán đi. Nhấn vào tiền trang trên bản đồ. Lý Thái Kỳ lấy ra 10 triệu tiền trò chơi mà mình trân quý đã lâu. Có vài người có thể sẽ trào phúng, nói cái gì chỉ có 10 triệu tiền trò chơi, người cũng thật đừng không coi tiền là tiền, Lý Thái Kỳ một người làm công bình thường, à cũng không tốt, cũng chỉ là một nông dân bình thường, chỉ có 10 triệu này, vẫn là tích góp thật lâu mới tiết kiệm được. Bán cũng không nỡ bán. Dù sao bán cũng chỉ có thể bán cái 100 đồng tiền không đến, ở hiện tại loại này tiêu phí trình độ bên trong, trăm đồng tiền có thể làm những chuyện gì. Sau khi lấy ra một ngàn vạn tiền trò chơi của mình, Lý Thái Kỳ bắt đầu điên cuồng quét hàng. Bảo đồ cấp thấp, chỉ cần 3 v đúc một chút, toàn bộ đều trực tiếp dây. Chỉ cần là chưa từng lái qua, toàn bộ đều dây. Sau một giây, bắt đầu phân loại. Giá trị trên 30 v đúc, chia thành một loại, dưới 30 v đúc, tất cả được đưa vào một kho, phân loại. Một ngàn vạn có thể mua bao nhiêu tàn bảo đồ cấp thấp? Đáp án là Chưa tới 20 xe Lý Thái Kỳ mở cho mình 20 nhà kho, dùng để cất giữ bản đồ kho báu Tàn bảo đồ Cấp thấp Vị trí, ngũ trang quan, 112.12, lợi nhuận Kim cương Tàn bảo đồ Cấp thấp, vị trí, kiến nghiệp thành 262.23, lợi nhuận ma thú yếu quyết. Đánh lén. Bản đồ kho báu. Cấp thấp, vị trí. Giang Nam UI. 86.11, thu nhập. Dạ Quang Châu. Đào bảo đồ cấp thấp, chỉ cần đào nhiều, trên cơ bản chính là một vụ làm ăn ổn định kiếm không lỗ, nhưng giống như Lý Thái Kỳ, chính là 10 phần món lãi kết xù, ít nhất đều là lợi nhuận gấp 10 lần, nếu như đào được kim cương đính hôn, đó chính là lợi nhuận gần 30 lần lão mã dạy chúng ta. Một khi có lợi nhuận thích hợp, nhà tư bản sẽ mạnh dạng lên. Có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám chà đạp hết thảy nhân gian pháp luật, với 300% lợi nhuận, nó dám phạm bất kỳ tội ác nào, thậm chí có nguy cơ bị treo cổ. Hiện tại là thấp nhất chính là gấp 10 lần lợi nhuận, coi như bị võng dịch bắt được, Lý Thái Kỳ cũng nguyện ý bí quá hóa liều, nếm thử một phen hai Tàn bảo đồ huyễn thần Sách mới cầu lai like. Cầu hoa tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bất quá 20 xe tàn bảo đồ này, chân chính đạt tới yêu cầu của Lý Thái Kỳ, cũng bất quá là 2-3 xe mà thôi. Phần lớn tàn bảo đồ, có thể đào ra ban thưởng, không phải mấy ngàn lượng bạc, chính là rác rưỡi chế tạo sách, liền ngay cả 6.070 hoàng trang đều không có mấy món. Mẹ kiếp, mạng lại âm thầm đổi. Sau khi xem phần thưởng, Lý Thái Kỳ nhất thời lại cảm thấy, mạng này có phải lại đem phần thưởng sửa thấp hay không? Trước khi đào bản đồ bảo tàng, Lý Thái Kỳ quyết định xử lý những bản đồ bảo tàng rác rưởi này trước, miễn cho chiếm vị trí. Xuất hàng rất đơn giản, dù sao những bản đồ bảo tàng này còn chưa mở ra, chỉ cần so với giá bán của người khác hơi thấp một chút, trên cơ bản đều là trong nháy mắt. Thương nhân bảo thạch nơi đó người khác đều bán 28.888 một tấm, Lý Thái Kỳ liền bày 25.555. Thời điểm người khác mua bản đồ kho báu, tốc độ Lý Thái Kỳ lên giá, còn không nhanh bằng dây của người ta. Mẹ kiếp, tốc độ lại nhanh như vậy. Chờ Lý Thái Kỳ toàn bộ lên giá xong, tàn bảo đồ trên quầy hàng cũng liền trống không. Tiếp tục. Trong kho hàng của Lý Thái Kỳ còn có hơn 10 xe chờ dọn dẹp, tốc độ nhanh như vậy, 10 phút là có thể dọn sạch toàn bộ. Lý Thái Kỳ không biết chính là, những này tàn bảo đồ, căn bản cũng không phải là muốn đào bản đồ những người kia dây, mà là bên cạnh những này bán tàn bảo đồ người, chứng kiến Lý Thái Kỳ giá cả so với mình ít hơn 3.000, trực tiếp liền dây xuống. Một xe liền chênh lệch 5,6 vạn, chênh lệch không nhiều lắm 3 tấm bảo đồ giá cả, coi như là 288 bán cũng rất nhanh. Như vậy kiếm được 5,6 vạn thời gian, như thế nào cũng nhanh hơn mình đánh 3 tấm bảo đồ kết quả Lý Thái Kỳ kém không nhiều lắm 18 xe bảo đồ, trong vòng 5 phút liền dọn sạch toàn bộ. Kế tiếp chính là lúc kiếm tiền. Lý Thái Kỳ hiện tại mỗi một tấm bảo đồ trong bao, kém cỏi nhất, chính là một dạ quan châu. Về phần yếu quyết ma thú cấp thấp, lại có cả một xe. Hình như ngươi có được thứ gì đó. Ngạo Lai Quốc, 35, 87. Lấy một viên kim cương. Hình như anh đã nhận được thứ gì đó. Chu Tử Quốc, 36,82. Đạt được già quan châu một quả. Người lấy được yêu quái để lại thư tịch. Ngũ Trang Quan, 7,67. Đạt được cấp thấp tất vết một quyển. Mỗi một địa phương thú quyết, Lý Thái Kỳ đều trực tiếp phân loại, cho nên nói, hai xe tàn bảo đồ, tốn không đến nửa giờ, Lý Thái Kỳ liền toàn bộ đào xong. Lấy được tiền lời là, ba bộ ngũ bảo, cộng thêm một xe rưỡi ma thú cấp thấp yếu quyết trong đó một xe rưỡi ma thú cấp thấp yếu quyết bên trong, càng là có chừng 10 bản, liên kích hút máu tất sát đánh lén. Phát tài phát tài rồi. Hai xe tàn bảo đồ này, giá thành cũng chỉ hơn một triệu. Chỉ cần là nhãn hiệu, cũng đã giá trị 15 triệu, chớ nói chi là cái kia một xe rưỡi cấp thấp ma thú yếu quyết. Yếu quyết ma thú rác rưỡi nhất, cũng phải 800 ngàn một bản, toàn bộ cộng lại không kém nhiều lắm cũng có hơn 2.000 vạn giá thành 100 vạn, kiếm được 35 triệu. Toàn bộ 3.500% lợi nhuận. Thử hỏi hiện tại còn có ngành nghề nào có thể đạt tới lợi nhuận cao như vậy? Bất quá hiện tại, Lý Thái Kỳ đã không quan tâm đào cấp thấp bảo đồ điểm ấy lợi nhuận. Dù sao số lượng cơ bản thật sự quá ít, bận rộn hơn một giờ, tuy rằng kiếm được hơn 30 lần, cũng chỉ hơn 3.000 vạn, bán thành nhân dân tệ, cũng không quá 200 đồng. Nếu có thể nhìn thấy, lợi nhuận của tàn bảo đồ cấp thấp, vậy cũng nhất định có thể nhìn thấy lợi nhuận của tàn bảo đồ cấp cao. Trên người vừa vặn có ba bộ ngũ bảo, Lý Thái Kỳ đã muốn đi chỗ con thỏ, đổi ba nhãn hiệu, nhìn một chút có thể nhìn ra tiền lợi hay không. Ngài đạt được lệnh bài đặc xá. Ngài đạt được lệnh bài đặc xá. Ngươi đạt được đặc xá lệnh bài. Lý Thái Kỳ mở to hai mắt, nhìn về phía tấm bảng trong bao. Một hàng chữ nhỏ từ trong mắt hiện lên. Tên đạo cụ Lệnh bài đặc xá Lợi nhuận Bản đồ bảo tàng cao cấp Mẹ nó, vì sao chỉ có thể nhìn thấy thứ này? Lý Thái Kỳ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ còn muốn trước đổi thành tàn bảo đồ cao cấp mới có thể nhìn ra tiền lời? Nghĩ tới đây, Lý Thái Kỳ vội vàng ngựa không dừng vó, chạy tới địa ngục mê cung tầng 3. Trải qua một hồi lặng lội đường xa, Lý Thái Kỳ rốt cục đi tới trước mặt giả quỷ vô danh cất kỹ tàng bảo đồ của ngươi. Trải qua một phen giao dịch về sau, Lý Thái Kỳ cũng từ vô danh giả quỷ nơi đó trao đổi đến ba trương không có mở ra cao cấp tàng bảo đồ. Dưới ánh mắt chăm chú, chữ nhỏ trên tàng bảo đồ cao cấp cũng hiện lên. Tên đạo cụ. Bản đồ kho báu. Cao cấp. Vị trí. Giang Nam WY 37.42. Tiền lời. Yếu quyết ma thú cao cấp kỹ năng mang theo. Tàng hình cao cấp. Mẹ nó, tấm thứ nhất chính là phế vật. Lý Thái Kỳ vội vàng chuyển tầm mắt sang tấm thứ hai. Tên đạo cụ. Bản đồ kho báu. Cao cấp. Vị trí. Phổ Đà Sơn. 36, 87. Tiền lời. Yếu quyết ma thú cao cấp. Kỹ năng mang theo. Cường lực cao cấp. Liên tục hai tấm, đều có thể đào ra cao thú quyết, nhưng mẹ nó, tất cả đều là rác rưởi. Một quyển cao cấp cường lực, một quyển cao cấp ẩn thân, hai quyển cộng lại, đều không có 500 vạn. Ngay cả hồi vốn cũng không về được. Lý Thái Kỳ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tấm bản đồ bảo tàng cao cấp cuối cùng có thể mang đến kinh hỷ cho mình. 3. Kích động tâm, tay run rẩy. Sách mới cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio trái tim kích động, bàn tay run rẩy. Chuột cuối cùng cũng đến bản đồ kho báu cao cấp cuối cùng. Tên sản phẩm Trigger Mark. Advancer vị trí. Chu tử quốc, 232.37. Tiền lời. Yếu quyết ma thú cao cấp. Kỹ năng mang theo. Bạo kích pháp thuật cao cấp. Tấm cuối cùng, rốt cục cho Lý Thái Kỳ ra một thứ tốt. Ba tấm cao bảo đồ này, vận khí thật đúng là không tệ mỗi tấm đều là yếu quyết ma thú cao cấp. Nếu không là bởi vì vị trí của hai tấm trước thật sự quá kém, ra đường cao tốc kết quả cũng không đáng giá. Quả thực chính là muốn phát đạt. Nếu như đem hai tấm phía trước đổi thành kiến nghiệp hoặc là ngũ trang quan đồ, ra bản cao cấp đánh lén cộng thêm một bản cao cấp tất sát, đó mới thật sự là lời lực. Thế giới Emily Bán bản đồ kho báu cao cấp chưa mở ra, 4,8 triệu tấm có hai tấm. Thế giới Emily Bán bản đồ kho báu cao cấp chưa mở ra, 4,8 triệu tấm, có hai tấm. Phổ Đà Sơn cùng Giang Nam Diêu Quai bản đồ nhất định là muốn bán đi, ở lại trên tay mình, cũng là thua thiệt tiền. Thua thiệt 20 vạn bán ra, Lý Thái Kỳ vẫn có thể tiếp nhận. Người anh em, ngạo mạn. Thế giới mới vừa phát hai giây, liền có một người thêm Lý Thái Kỳ bạn tốt, để cho hắn đến ngạo lai quốc giao dịch. Người anh em, vì sao không tự mình đánh cược một lần? Đã đổi bản đồ cao cấp rồi, còn không tự mình đào. Người mua bản đồ bảo tàng của Lý Thái Kỳ có chút kinh ngạc, bình thường nếu thật sự muốn bán, trên cơ bản đến bước này của nhãn hiệu chính là bước cuối cùng, nếu như đổi thành bản đồ bảo tàng cao cấp bán trên cơ bản đều là bày sạp bán, thế giới kêu gọi đầu hàng đã có rất ít người mua người mua trên cơ bản đều là ở ngạo lai quốc bày sạp bán. Đổi lại thì hối hận, nghèo vẫn là cầm đi đổi hai điếu thuốc hút là được rồi. Lý Thái Kỳ tự nhiên sẽ không đem nguyên nhân chân thật nói cho hắn biết, mà là chế tạo một cái hình tượng điểu ti muốn đào nhãn hiệu, lại trên đường hối hận. Được, huynh đệ về sau có bài tử bán ta. 500 vạn một cái, nếu là đổi bản đồ kho báu, liền 480 vạn một cái. Được rồi, không thành vấn đề bắt được giao dịch sau 960 vạn, Lý Thái Kỳ vui sướng bay đến Chu Tử Quốc, đến đào chính mình cao cấp pháp thuật bạo kích. 232.37 chính là nơi này. Nhắm vào vị trí, Lý Thái Kỳ bấm nút phải một chút, trên màn hình kéo ra một biểu ngữ. Ngài thu được thư tịch yêu quái để lại. Căn bản không cần che chắn, trước khi đào, Lý Thái Kỳ cũng đã biết có thể đào được yếu quyết ma thú như thế nào cộng thêm nguyên lai like mua cấp thấp tàn bảo đồ còn dư lại hơn 800 vạn, cộng thêm hai trương cao cấp tàn bảo đồ 96 triệu, đem trong kho hàng những thứ kia thanh toán sạch sẽ, hẳn là có thể thanh toán ra 100 triệu tả hữu đồ vật. Đủ tự mình làm một phiếu lớn. Thế giới Ái la lị Bán hai xe thú quyết trác rưỡi Ba bản hút máu, hai bản tất dết Thương nhân ra giá nổi Thế giới Ái la lị bản hai xe thú quyết trác rưởi Ba bản hút máu, hai bản tất dết Ra được giá cả chờ thương nhân đến. Trên sân thượng trác rưởi thú quyết thương nhân giá thu mua là 80, giá thị trường trên cơ bản tại 89-92 ở giữa, nếu như cả xe bán, 85 vạn là một cái tương đối đúng trọng tâm giá cả. Giá hút máu khoảng 3 triệu, giá phải dết khoảng 2 triệu. Cái giá này, đều là Lý Thái Kỳ trải qua quan sát qua đi lên hỏi cái giá này thu đi vẫn là có lợi nhuận nhất định. Tiểu thêm ngươi làm bạn tốt tạm thời. Có ở đây không? Thú rác quyết 800 ngàn có bán hay không, hai xe đều muốn. Loại giá cả này vừa mở ra, Lý Thái Kỳ liền biết, cái này căn bản không phải là khách hàng tiềm năng của hắn. Trên sân thượng một quyển một quyển ngươi nói 80, ta loại này một xe một xe ngươi cũng nói 80. Không bán. Lý Thái Kỳ quyết đoán từ chối. Huynh đệ, ta tự dùng. Trong mộng ảo có hai loại chó lý thái kỳ ghét nhất, một loại là chó trả giá, mặc kệ ngươi hỏi như thế nào, hắn trả lời đều là trả giá, không mang theo không về. Giá thấp không trả lời ngươi, giá cao liền làm thịt ngươi, chỉ là một khối u ác tính lớn trong mộng ảo. Loại chó thứ hai chính là chó tự dùng. Lấy cơ hiệu tự dùng, lúc thu đồ giá cả so với thương nhân cho còn thấp hơn, không ngờ ngươi tự dùng quản người ta chuyện gì? bởi vì ngươi là tự dùng, người ta còn rẻ bán cho ngươi sao? Giao dịch trong mộng ảo, vĩnh viễn là ai ra giá cao bán cho ai? Nhìn thấy hai chữ tự dùng, Lý Thái Kỳ quyết đoán kéo người này vào danh sách đen. Bởi vì ngươi nói cũng vô dụng, người ta từ trong lòng liền căn bản không muốn nói muốn thu giá cao. Cần cù chăm chỉ thêm cậu làm bạn tốt tạm thời. Quỷ hồn, thần phù, tinh thần tập trung không cần, những thứ khác hết thảy 85 vạn, hút máu 300 vạn một bản, tất dết 200 vạn một bản, bản lời nói kiến nghiệp FF giao dịch ID 64732. Phát ra loại tin tức này mới được cho là một thương nhân có chút quyết đoán. Trong mộng ảo rác rưởi thú quyết, chính là một cái vật tiêu hao, mỗi ngày tiêu hao lượng không biết có bao nhiêu, ở đại thương nhân trong mắt xem, thứ này, có nguồn cung cấp, chính là có tiền. Chỉ cần giá cả không thái quá, bao nhiêu cũng có thể ăn được. 4. Thuê cao cấp tàn bảo đồ Sách mới cầu lai like. Cầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cái giá này vừa vặn nằm trong phạm vi dự đoán của Lý Thái Kỳ Tin tức này, Lý Thái Kỳ cũng không trực tiếp hồi phục Mà là trực tiếp bay đến kiến nghiệp thành Thêm vào tin tức bên trong cái kia ID Giao dịch thành công Ngài thu được 25.000 lượng bạc Giao dịch thành công Ngươi thu được 25.000 lượng bạc Giao dịch thành công. Ngài thu được 900 vạn lượng bạc. Giao dịch thành công. Ngài thu được 600 vạn lượng bạc. Đại khái tốn 3 phút, hai xe thú quyết rác rưởi cùng ba bản hút máu hai bản tất sát toàn bộ giao dịch hoàn tất. Hai xe rác rưởi thú quyết là 34 triệu. Năm quyển toán tốt một chút cộng lại là 15 triệu. Cộng thêm trong kho hàng còn lại mấy cái không đầy đủ ngũ bảo, rốt cục gom đủ 100 triệu rốt cục có thể bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Truyền âm Ái la lị 20 vạn một cái, thu bài tử thành tựu Từng xe một tới Trong mộng ảo có một thành tựu, là dùng nhãn hiệu đổi số lượng bản đồ bảo tàng cao cấp ở chỗ vô danh giả quỷ Số 1 Số 5 Số 50 Đều có thể đạt được thành tựu Rất nhiều người vì kiếm thành tựu, ở trên thành tựu này, vì tiết kiệm tiền, đều sẽ lựa chọn thuê nhãn hiệu để đổi. Nói cách khác, thương nhân đem thương hiệu 500 vạn một cái giao dịch cho người thuê thương hiệu, người thuê thương hiệu đem thương hiệu đổi thành bản đồ bảo tàng cao cấp, thương nhân lại lấy giá 480 vạn thu hồi. Đi tới đi lui, các thương nhân tiết kiệm được 4 triệu phí tổn, người thuê nhãn hiệu cũng có thể có một giá trị tương đối thấp, đạt được một điểm thành tựu như vậy. Nguyên nhân làm như vậy là bởi vì không ai có thể nhìn ra không có bản đồ bảo tàng cao cấp mở ra, rốt cuộc là vị trí nào. Một khi nó được mở ra, các thương nhân sẽ không tái chế với giá 4,8 triệu nữa. Nhưng là Lý Thái Kỳ thì không giống với, chỉ cần là quyền sở hữu là của mình, Lý Thái Kỳ có thể nhìn ra một cái lợi nhuận của hắn. Bất kể là vị trí bản đồ, hay là có thể ra cao thú quyết hay không. Mộ vũ thần thêm cậu làm bạn tốt tạm thời. Trường An ép giao dịch. Chưa đầy 10 giây, đã có một thương nhân liên lạc với Lý Thái Kỳ. Bởi vì loại giao dịch này, thương nhân căn bản cũng sẽ không thua thiệt. Lý Thái Kỳ trả lại là tốt nhất, mình có thể tiết kiệm được 4 triệu, nếu Lý Thái Kỳ không trả lại, như vậy coi như là thương nhân dùng giá 5 triệu, bán nhãn hiệu đi, vẫn sẽ không thua thiệt. 100 triệu tiền trò chơi, Lý Thái Kỳ đổi 20 nhãn hiệu. Đi trên đường đến mê cung địa ngục, trong lòng Lý Thái Kỳ có chút thấp thỏm. Trên người mình lần đầu tiên, chứa đầy một gói nhãn hiệu. Lần thứ năm trao đổi cao cấp tàng bảo đồ. Lần thứ hai mươi trao đổi cao cấp tàng bảo đồ. Sau khi đem tất cả nhãn hiệu, đều đổi thành bản đồ bảo tàng cao cấp, Lý Thái Kỳ nhanh chóng quan sát nhãn hiệu trong bao, đều là vị trí nào. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú, trên mỗi tấm tàng bảo đồ đều hiện ra một hàng chữ nhỏ. Tên sản phẩm giờ MARK PREMIUM VỊ TRÍ Chu Tử Quốc 156, 88 Lợi nhuận Đào sập nhà trẻ Tấm này cao cấp tàn bảo đồ, tiền lời mặc dù là đào sập nhà trẻ, nhưng là Lý Thái Kỳ cũng quyết định, không bán lại cho cái kia thương nhân. Bản đồ bảo tàng cao cấp, sau khi mở ra, giá cả của nó cũng không giống nhau. Có thể ra được vị trí thú quyết tốt, giá cả có thể tăng lên rất nhiều. Tự như tấm bản đồ bảo tàng này, chỉ cần vị trí là của Chu Tử Quốc, như vậy giá trị của nó khoảng 8 triệu. Tên sản phẩm Trigger Mark Advancer vị trí Giang Nam UI 62.14 Lợi nhuận Hắc Ma quan. Phòng ngự thêm 42, mà pháp thêm 79 Tấm pass này, trực tiếp ném vào trong bưu kiện Tên sản phẩm Trigger Mark Advancer vị trí Giang Nam UI 62 77.17 Tiền lời Đào sập yêu vương Tên sản phẩm Tri Giờ Mát Advancer vị trí 31.12 lợi nhuận Cao cấp ma thú yếu quyết Mang theo kỹ năng Cao cấp hút máu Rốt cục ở thời điểm tấm bản đồ bảo tàng cao cấp thứ tư Xuất hiện một tấm có giá trị tương đối cao Một quyển hút máu cao cấp Đại khái cũng khoảng 30 triệu. Tên sản phẩm giờ Mark Advance vị trí Ngạo Lai Quốc 92,68 tiền lời Triệu hoán thú nội đang cao cấp, mang theo kỹ năng Sông Tinh Bạo Tấm bản đồ bảo tàng này, Lý Thái Kỳ cũng lưu lại, cũng không phải bởi vì cái này lợi nhuận cao Sông Tinh Bạo giá trị, cũng bất quá 200 vạn tả hữu Còn không có phí tổn một nữa, vì cái gì lưu lại, cùng tấm thứ nhất tàn bảo đồ nguyên nhân giống nhau, ngạo lai quốc tàn bảo đồ, trên cơ bản có thể đổi hai cái nhãn hiệu. Một xe nhãn hiệu xuống, trong đó có 10 tấm, là chỗ rác rưởi cộng thêm tiền lời rác rưởi Còn lại 10 tấm, không phải tiền lời tốt, thì là vị trí tốt. Có thể bán một cái, giá cao hơn nhãn hiệu một chút. Lý Thái Kỳ trở lại sân thượng, bạn tốt liên lạc với một vũ tranh. Xin chào, tôi muốn giữ lại 10 tờ để tự đào, bán lại cho anh 10 tờ được không? Chưa từng mở phong bì chứ? Không có, làm sao có thể? Lý Thái Kỳ mặt không đỏ, tim không đập đáp lại. Thật chưa từng mở phong bì A, à, chỉ bất quá mắt ta tương đối tốt, có thể nhìn thấy ra cái gì? 480 vạn một cái. 10 nhãn hiệu, Lý Thái Kỳ hồi máu 48 triệu. Còn lại 10 tấm cao cấp tàn bảo đồ, trong đó có 3 tấm là vị trí tốt còn lại 7 tấm đều là có thể ra đồ tốt. Bán cho ai thì tốt đây? Lý Thái Kỳ đem chủ ý đánh tới thương nhân lần đầu tiên mua bản đồ bảo tàng chưa mở ra của Lý Thái Kỳ. 5. Súng ống đạn được chi lộ Sách mới cầu lai like. Cầu hoa tươi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lý Thái Kỳ mở bản bạn tốt ra, tìm được thương nhân vừa rồi lần đầu tiên bán cao bảo đồ chưa mở ra. Hắc huynh đệ, Chu tử quốc ngạo tới cao cấp tàn bảo đồ có thu hay không? Chu tử quốc 750 vạn một tấm, ngạo lai quốc 800 vạn một tấm. Tuy rằng cái giá này, cùng Lý Thái Kỳ trong lòng có như vậy một chút chênh lệch, nhưng vẫn là lựa chọn bán đi. Dù sao thứ này, người thu cũng không nhiều. Trường An FF, 3 tấm, một tấm chu tử quốc, hai tấm ngạo lai. Một phút, lấy tiền. Một phút sau, giao dịch thành công. Cục diện đôi bên cùng có lợi, dù sao thương nhân này cũng sẽ không tự mình đào, nhất định là lựa chọn tăng giá bán đi. Cuối cùng thua thiệt, nhất định là những người đào bảo đồ kia. Lại một lần nữa hội máu 20 triệu. Còn lại 7 tấm, tất cả đều là đồ tốt. Ngài thu được thư tịch yêu quái để lại. Người lấy được yêu quái để lại thư tịch. Người lấy được yêu quái để lại thư tịch. Liên tục 7 tấm bảo đồ cao cấp toàn bộ đều là yếu quyết ma thú cao cấp. Hơn nữa không có một quyển nào là rác rưởi, mỗi một quyển giá trị đều ở 20 triệu trở lên. Vừa vặn hệ thống kênh soát cũng tương đối chậm, kết quả liền xuất hiện một cái thất tinh liên châu. Liên tục bảy cái hệ thống nhắc nhở, toàn bộ nhắc tới ái lô ly, cũng chính là Lý Thái Kỳ. Kênh Thế Giới Đoán xem Mẹ nó cái quỷ gì vậy? Liên tục bảy bản cao thú quyết, còn cho người ta chơi hay không? Kênh Thế Giới Ất Mộc Thiên Thiên Hiện tại Cao Thú Quyết xuất hàng nhiều như vậy sao? Ngồi chờ Cao Thú Quyết giảm giá 50 vạn bản thu cao tất nhiên 600 ngàn bản thu cao đánh lén Kênh Thế Giới Tháp Tháp Lầu trên cậu đang nghĩ cái rắm ăn, mộng ảo đóng cửa, phỏng chừng Cao Thú Quyết cũng không rẻ như vậy Kênh Thế Giới Toàn Phục Đệ Nhất Long Cung Thương nhân ở nơi nào? cho ta một xe nhãn hiệu, ta cũng muốn lên TV. Kênh Thế Giới Trời phù hộ đại đường Xem ra là tôi bay rồi. Người bảo đồ cấp thấp cũng chơi không nổi, lại muốn đào bài tử. Rồng rã 10 phút đồng hồ, trong khu người đều đang đàm luận cái này Emily đến cùng là ai. Thậm chí, tuyên bố muốn tố cáo ID này bằng tên thật, lỗi hệ thống thẻ. Nếu như dễ dàng ra cao thú quyết như vậy, vì cái gì hiện tại cao tất cao cấp đánh lén giá cả vẫn là đắt như vậy long 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 thêm cậu làm bạn tốt tạm thời bên này thú quyết vừa đào xong đã có người theo tên lý thái kỳ thêm lý thái kỳ làm bạn tốt bằng hữu cao thú quyết có bán hay không toàn khu giá cao nhất toàn phục dây chuyền uy tín cam đoan bán nhất định là muốn bán lý thái kỳ hiện tại thiếu chính là cái gì thiếu chính là tài chính khởi động có ngón tay vàng có thể nhìn thấu lợi nhuận, sao có thể không chơi lớn một chút. Chỉ bất quá hiện tại, trên người chỉ có 100 triệu không đến, quân hỏa thứ này, quá gà con phí tiền. Người báo giá đi, giá cả thích hợp, ta liền bán cho ngươi. Giá cả của cao thú quyết, trên cơ bản đều rất trong suốt, ngươi chỉ cần bày giá trên quầy hàng của cao thú quyết. Để lợi nhuận từ 1 triệu đến 1,5 triệu cho thương nhân, chênh lệch không nhiều lắm chính là giá cả bình thường cao tất 3.200, cao đánh lén 3.500, cao thần phù 2.400. Cái giá này cũng không tệ lắm, Lý Thái Kỳ thiếu chút nữa đã đáp ứng. Vừa lúc đó, lại có một người thêm bạn tốt. Manh manh thêm cậu làm bạn tốt tạm thời. Lão bản, bảy bản cao thú quyết, mỗi bản so với quầy hàng trên giá cả ít hơn 50 vạn, ta tất cả đều muốn. Những lời này vừa nhìn thấy, Lý Thái Kỳ cũng không muốn nghĩ liền đem thú quyết bán cho phía sau người này. Một quyển trên lệch 800 ngàn, bảy vốn chính là hơn 500 vạn, đổi thành nhân dân tệ, có thể cho Lý Thái Kỳ hút hai hộp thuốc lá ngon. Sau khi giao dịch thành công, Lý Thái Kỳ nhìn trên người, nhiều ra 200 triệu tiền trò chơi, không khỏi buồn bực, cái giá tiền này thu hồi lại, còn có thể kiếm tiền sao? Hay, người anh em, anh lấy lại cái giá này. Còn có thể kiếm tiền. Lý Thái Kỳ còn tưởng rằng, còn có con đường kiếm tiền nào mình không biết. Kiếm tiền. Tôi không lấy ra bán, tôi tự dùng. Manh manh đát vừa vặn muốn đánh sách, Lý Thái Kỳ bên này cao thú quyết, chính là vừa vặn hắn cần. Trên quầy hàng không thể mặc cả, Lý Thái Kỳ bên này tiện nghi 50 vạn, nhiều vốn như vậy, cũng có thể tiện nghi mấy trăm vạn. Vậy vấn đề là, Lý Thái Kỳ kiếm được 5 triệu, manh manh kiếm được 5 triệu, rốt cuộc ai thua thiệt thân mang 300 triệu tiền lớn, Lý Thái Kỳ đi tới nơi tụ tập súng ống đạn dược phía dưới đài luận võ. Lý Thái Kỳ bây giờ là một 69 đại đường hào, hiện tại có hai cái lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn chính mình có thể sử dụng trang bị, đem chính mình hào, làm ngưu bức điểm. Cái thứ hai chính là soát những trang bị mình không dùng được, nhưng có thể bán được rất nhiều tiền. Trò chơi cùng hiện thực, Lý Thái Kỳ trong khoảnh khắc này, rối rắm. Nhìn trên bàn, còn lại không đến nửa bao thuốc lá lý thái kỳ vỗ bàn một cái cơm cũng ăn không hết còn chơi trò gà con chiếc nhẫn gao nếu như là mộng huyễn tây du trang bị gì đắt nhất vậy khẳng định là không cấp bậc nhưng không phải tất cả không cấp bậc đều là giá trên trời chỉ có tiếp cận đến cực hạn không cấp bậc giá cả của nó mới là giá trên trời bình thường không cấp bậc tiện nghi mấy ngàn khối cũng có đắt một chút kém không nhiều lắm mấy vạn khối nhưng giá thành cũng tương đối, cấp 150 không cấp bậc, giá thành rẻ, cũng phải 4 năm ngàn vạn một. Hiện tại trên người tổng cộng khoảng 300 triệu, mua 67 cái sẽ không có tiền. Cho dù mình có thể nhìn thấu thuộc tính của hắn, trong vòng 6-7 thanh, cũng không nhất định có thể ra thứ tốt. Tỷ lệ hồi báo cao nhất, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là linh sức cấp 80, ra siêu cấp đơn giản, cộng thêm thuộc tính đúng, từng phút cho ngươi lật hơn ngàn lần. 6. Chặt 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 trả giá cách Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thật sự không nhìn, ta cũng không có biện pháp Linh sức cấp 80 giá cả cũng không đắt Phụ kiện cùng vòng tay giá cả rẻ một chút Đại bộ phận ở khoảng 600 v đúc Những cùng khuyên tai giá cả tương đối đắt Nhưng là cũng không có đắt đến trình độ loại kia Dù sao đẳng cấp ở nơi nào Phía trên có 100 cấp Phía dưới có 60 cấp 80 cấp tương đối xấu hổ Lên không được, xuống không được. Tuy rằng rẻ, giá cả cũng cao hơn nhẫn 60 không ít, nếu như không phải vì siêu cấp đơn giản, không ai ngốc đến mức nguyện ý soát linh sức cấp 80. Đều là bốn thương tổn, giá cả cấp 80, cùng giá cả cấp 100, quả thực không thể so sánh. Lý Thái Kỳ tại sao phải mua linh sức cấp 80, tỷ lệ trúng tuyển chính là như vậy. Đánh cược một lần, xe đạp biến thành xe máy. Lợi nhuận hơn ngàn lần. Lý Thái Kỳ không khỏi không động tâm. Nhẫn cấp 80, giá cả trên lệch không nhiều lắm khoảng 800 v đút, sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít. Lý Thái Kỳ hiện tại từ 300 triệu tiền trò chơi, tính toán, có thể mua hai xe thiếu chút nữa. Tiếp theo chính là thời khắc đàm phán. Hiện tại thị trường Linh Trang cũng không có tốt như vậy. Linh sức trên thị trường cũng bán không hết, dẫn đến hiện tại linh sức trên thị trường chồng chất, mọi người đã bắt đầu đánh giá cao. Từ lúc bắt đầu mỗi kiện linh sức kiếm khoảng 3 triệu, tại đến 2 triệu, theo nguyên vật liệu giá cả tăng lên, hiện tại một kiện linh sức thuận lợi nhuận sẽ không vượt qua 150 vđ. Đây là cái loại này tương đối nổi danh chế tạo sư chế tạo ra. Nếu như là loại kia không nổi danh ba tá, giá cả còn muốn thấp, một kiện linh sức giá cả, khả năng lợi nhuận chỉ có 100 vđ. Quan trọng nhất là, loại giá cả này còn không dễ bán. Súng ống nhận biết cái gì? nhận chế tạo sư. Mặc dù chính thức luôn bác bỏ tin đồn, nói cái gì tạo ra độ thuần thục nhìn không ra cái gì. Tất cả những gì là ngẫu nhiên. Nói là nói như vậy, nhưng toàn bộ đều là ngẫu nhiên, tôi có thể chọn người có danh tiếng lớn một chút, tôi cần gì phải chọn người có danh tiếng nhỏ, thư thiết của tôi đã tốn hơn mấy vạn, còn để ý mấy chục vạn tiền trò chơi. Phần lớn người chơi nhận thức chính là như vậy, điều này cũng làm cho Lý Thái Kỳ có cơ hội đàm phán giá cả. 300 triệu, 40 món. Nếu theo giá thị trường mà nói, khẳng định là không mua được, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý đàm phán, vẫn có thể thực hiện. Chỉ là hạ thấp lợi nhuận mà thôi. Loại chuyện này, đừng nói người khác, Lý Thái Kỳ nếu như là súng ống đạn dược thương nhân, Lý Thái Kỳ đều sẽ làm. Lợi nhuận cá nhân không cao như vậy, vậy tôi đi không được sao? Có thể kiếm tiền không phải là tốt rồi sao? Dưới ba tấc lưỡi không nát của Lý Thái Kỳ rốt cục đàm phán thỏa đáng một thương nhân súng ống đạn dược vô địch tam đã không thể không nói lý thái kỳ nếu là nhiều một chút tiền tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này ba tá tên cũng quá gà con khó nghe cái gì dương mễ dùng hung vì ngươi cái gì hai mươi dùng miệng vì ngươi cái gì hai mươi dùng chân vì ngươi không dễ nghe hơn cái này vô địch tam đã cũng hướng lý thái kỳ đổ một bụng khổ thủy tới khu này hơn một tháng Sửng sốt một lần cũng không có khai trương. Vâng, bạn không nghe nhầm, không mở một lần. Mỗi ngày lo dinh, chính là thua thiệt một chút thẻ. Cái loại thuần túy lỗ vốn. Suốt một tháng, tiền ép vào không nói, điểm thẻ tiền cũng lỗ không ít. Hiện tại lý thái kỳ đến, đừng nói ba ngàn vạn, chính là giá thành, vô địch ba đánh, phỏng chừng đều nguyện ý rời tay. Hai xe tám mươi chiếc nhẫn, ra giá ba trăm triệu đồng thời còn phụ trách đồ trang sức linh hồn, chẳng qua bị Lý Thái Kỳ cự tuyệt. Linh trang đồ giám. Cái quái gì vậy, nhắm mắt lại mở to, không phải cái gì cũng hiểu sao. Hiệu suất cũng là phi thường nhanh, tiền như vậy đúng chỗ, bên kia, hàng liền đúng chỗ. Ngưng tâm, tĩnh khí. Cho ta một thứ tốt đi. Một xe nhẫn bị Lý Thái Kỳ bỏ vào kho hàng, trước nhìn xe thứ nhất. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống, mỗi một kiện trang bị bên phải đều xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lời bài hát Hi biết cốt trình thu nhập Nhẫn phơ lơ vượt sông hái phù dung, trang trí trên bạch ngọc là vì phù dung giới. Lớp 80 tổn thương vì 18 độ bền 500 tỷ lệ bạo kích vật lý 12 tỷ lệ bạo kích vật lý 12 Người chế tạo Vô địch tam đã cường hóa chế tạo dưới con mắt chân thật của Lý Thái Kỳ, thuộc tính của chiếc nhẫn, nhìn không sót gì. Tài sản chính và tài sản phụ là gì? Ngay cả trị số, cũng bị nhìn rõ ràng. 7. Đây không phải là thật A, à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kiện trang bị thứ nhất chỉ có thể coi là qua loa, thuộc tính 918, báo hai điểm thương tổn, hai đầu hàng dưới, tuy rằng đều là bạo kích vật lý, nhưng thật đúng là không có tác dụng gì. Môn phái khoa vật lý quan trọng nhất vẫn là thương tổn. Thương tổn đầy đủ mà nói, hai cái bạo kích vật lý này cũng không ảnh hưởng toàn cục, vấn đề chính là, mang theo hai cái bạo kích vật lý này, sẽ không có biện pháp mang thương tổn thuần túy. Hơn nữa cấp 80, thật sự là bán không được bao nhiêu tiền. Ở cái nhận thứ nhất, Lý Thái Kỳ trực tiếp pass rớt. Lời bài hát Hi biết cút trinh lời bài hát. Phơ lơ riêng vượt sông Hái Phù Dung là ở trên Bạch Ngọc, là vì phù dung giới. Lớp 80 phòng thủ plus 18 độ bền. 500 tổn thương mười 17 sát thương bạo kích vật lý, 12 người chế tạo. Vô địch tam đã cường hóa chế tạo. Lại là một cái phế vật. Loại nhẫn này dám định ra, cũng là phân giải hàng, nếu như chủ thuộc tính là thương tổn, còn có thể bán cái 2-3 triệu, chủ thuộc tính là phòng ngự, là thật liền không đáng tiền. Phù dung giới lớp. 80 phòng thủ plus 16 độ bền. 500 tỷ lệ bạo kích pháp thuật về 12 tỷ lệ bạo kích vật lý, 12 người chế tạo. Vô địch tam đã cường hóa chế tạo. Phù dung giới lớp. 80 phòng thủ với 19 độ bền. 500 tốc độ 9 lớp đâm thủng với 11 lớp đâm thủng với 11 người chế tạo. Vô địch tam đã cường hóa chế tạo. Chiếc nhẫn thứ ba, rốt cục ra một cái tam thuộc tính mặc dù là một tốc độ hai xuyên thủng xấu hổ thuộc tính, ít nhất để cho Lý Thái Kỳ có một chút lòng tin. Cái này chế tạo sư, vẫn là có thể ra ba cái, chủ yếu để cho Lý Thái Kỳ toàn bộ bao vây nhẫn quan sát xuống, nếu như tất cả đều là hai cái thuộc tính, phỏng chừng ra cửa sẽ chửi động. Phù dung giới lớp 80 tổn thương 24 độ bền 500 tổn thương vì 12 tổn thương vì 12 người chế tạo. Vô địch tam đã cường hóa chế tạo. Mẹ nó, rốt cục ra một thứ tốt. Xe thứ nhất, nhìn đến cuối cùng, rốt cục xuất hiện một kiện đồ vật tương đối đáng giá. Đương nhiên cái này đáng giá là tương đối, cũng không có đạt tới cái loại này năm chữ số trình độ, kém không nhiều lắm có thể làm cho hai xe này hồi vốn bộ dáng. Chủ thuộc tính thương tổn, phía dưới hai cái thương tổn. Chủ thuộc tính thương tổn bạo mãn, đạt tới một cái khủng bố 24, phải biết rằng, cấp 80 giới chỉ thương tổn hạng mức cao nhất cũng chính là 24. Nhẫn cấp 100, phạm vi thương tổn của hắn là 20-30, đại bộ phận nhẫn, đều là khoảng 20. Cái nhẫn này, thương tổn đã không thua kém 100 cấp, thậm chí so với những quốc gia kia thương tổn còn cao hơn 4 điểm. Hai thương tổn phía dưới, cũng là bạo đến cực hạn. Toàn bộ đều là 12, đạt tới giới hạn trang bị cấp 80. Nhìn một chút tàn bão các 100 cấp song thương tổn nhẫn, toàn bộ đều là 10 tả hữu, cũng muốn kém không nhiều lắm 3.000 đồng tiền. Cái này trong tay Lý Thái Kỳ, nếu so với thương tổn của bọn họ cao hơn khoảng 7-8 điểm, sao lại có 4.000 đồng chứ? 4.000 đồng chính là 600 triệu. Vốn còn nghĩ, nếu như hai xe súng ống đạn dược này, một món đồ tốt cũng không có. Lý Thái Kỳ sắp trả lại hàng, dù sao cũng không dám định. Trả lại một nửa tiền, ta tin tưởng, vô địch tam đã vẫn có thể tiếp nhận. Bất quá hiện tại kiếm được tiền, Lý Thái Kỳ cũng sẽ không nói, nhất định phải trả lại hàng. 20 chiếc nhẫn cho chiếc xe thứ nhất, kết thúc với một chiếc nhẫn ba sát thương. Vận khí cũng không tệ lắm, tuy rằng Lý Thái Kỳ có thể nhìn thấu thuộc tính của hắn, nhưng tỷ lệ ở nơi đó. Đúng vậy, nhìn thấu cũng không có tác dụng gì. Để đảm bảo an toàn, Lý Thái Kỳ dùng đồ giám trước tiên đem chiếc nhẫn ba thương tổn này giám định, toàn bộ để vào kho hàng, cũng không biết cái nào là cái nào. Và một xe nữa. Lúc này là Lý Thái Kỳ tâm tính liền bình tĩnh, nên ra tổng hội ra, không nên ra, cho dù mình có thể nhìn ra tiền lời, cũng không cách nào thay đổi, trang bị thuộc tính. Phù dung giới vượt sông hái phù dung, là ở trên mây trắng, là vì phù dung giới. Lớp 80 phòng thủ với 24 độ bền 500 đẳng cấp bạo kích pháp thuật về 11 đẳng cấp bạo kích pháp thuật về 11 sát thương phép thuật về 11 người chế tạo. Vô địch tam đã cường hóa chế tạo. Xe thứ hai, xe thứ nhất, mang đến bất ngờ vô hạn. Một pháp thương, song pháp bạo, chủ thuộc tính chính xác, phòng ngự cao tới 24. Tuy rằng không có siêu cấp đơn giản, nhưng ít nhất giá cả nhỏ hơn một vạn hẳn là có. Cái này gà con chế tạo sư, tuy rằng tên không thế nào dễ nghe, nhưng là vẫn là rất có thực lực. Hai lần nhẫn, còn chưa dám định xong, đã ra hai món đồ tương đối tốt. Dựa theo cách nói bình thường, đó chính là nghịch tập A. Lý Thái Kỳ hiện tại ở bên ngoài làm công, cũng bất quá 3.000 đồng một tháng, hai kiện trang bị này cộng lại, đều đủ Lý Thái Kỳ làm nửa năm. Phù Dung giới vượt sông hái Phù Dung là ở trên mây trắng, là vì Phù Dung giới. Tổn thương 24 độ bền. 500 hiệu ứng đặc biệt. Siêu dễ dàng tổn thương từ 12 tổn thương từ 12 tổn thương từ 12 người chế tạo. Vô địch Tam đã cường hóa chế tạo. Lý Thái Kỳ dùi dùi mắt mình, đây không phải là sự thật chứ. Ừ, anh thật đúng là ra siêu cấp đơn giản cho tôi, còn mẹ nó là tổn thương bốn đắt nhất. Trọng yếu nhất, thương tổn đều toàn bộ bạo đến cực hạn. Ly Du Xúc Đi toilet rửa mặt anh có chút không quá tin tưởng có thể là mắt xảy ra vấn đề hay không tám đem quán nét màn hình làm hỏng rồi bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi từ veduce trở về lý thái kỳ dụi dụi mắt cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trong bao bên cạnh chiếc nhẫn kia một hàng chữ nhỏ vẫn rõ ràng viết siêu cấp đơn giản bốn chữ to mẹ nó phát tài a bốn điều thương tổn siêu đơn giản so với bất kỳ một món siêu cấp đơn giản nào trong tàn bảo các đều tốt hơn. Trước không nói cái này chủ thuộc tính nổ tung, chỉ là hàng dưới, ba cái thương tổn. Mỗi cái là 12. Phía trước đã nói qua, 100 cấp quốc tiêu thương tổn là 10, nếu như không tính tinh huy đoán tạo đẳng cấp, chủ thuộc tính so với 100 cấp quốc tiêu nhiều hơn 4 điểm, hạ bàn thương tổn ba cái tổng cộng nhiều hơn 6 điểm. Tổng cộng 10 điểm sát thương, so với một đoạn bảo thạch còn cao hơn kinh khủng hơn chính là ngươi phải biết, đây là một kiện siêu cấp đơn giản. Cấp 69 là có thể dùng. Chênh lệch giữa thổ hào và thổ hào, chính là ở chỗ này. Mười mấy năm mộng ảo xuống dưới, đẳng cấp cao không cấp bậc vũ khí, không thể nói nát đường cái, nhưng cũng không tính hy hữu. Người đi xem tàn bảo các, 800 thương trở lên không cấp bậc vũ khí, có bao nhiêu? Tương đối so, bởi vì Linh Trang đi ra thời gian tương đối ngắn, cho nên hiện tại, siêu cấp đơn giản trên tàn bảo các cũng không phải rất nhiều. 69 có thể sử dụng, cũng chỉ có một cái cấp 80 siêu cấp đơn giản. Cho dù ra 100, 120, 140 siêu cấp đơn giản, 69 người chơi, cũng chỉ có thể nhìn xem. Cho dù tốt hơn nữa cũng không thể dùng. Cho nên liền tạo thành, hiện tại cấp 80 siêu cấp đơn giản, giá cả là đắt nhất. Đắt hơn cả level 120. Đồng dạng là tam đồng thuộc tính, cấp 80 siêu cấp đơn giản, nếu so với cấp 120 đơn giản đắt hơn không ít. Cấp 83 tốc độ siêu cấp đơn giản, có thể bán được 80 vạn hướng lên trên, cấp 100 cũng có thể sao? 120 đẳng cấp có được không? Coi như là 140 cấp, có thể lên phục chiến cấp bậc, cũng không đáng giá cái giá này. Đương nhiên, hiện tại Lý Thái Kỳ còn chưa chân chính yên lòng bởi vì hiện tại chỉ là hắn dùng ánh mắt quan sát được, cũng không có giám định. Chỉ có dám định ra, sau khi thật sự nhìn thấy mới có thể xác định. Từ quay hàng bên cạnh tiện tay mua một tấm linh trang đồ giám cấp 140, lựa chọn giám định. Siêu cấp đơn giản. Cùng một loại gia tăng. Trong nháy mắt hai cái thành tựu nổ ra. Thuộc tính cùng mắt mình nhìn thấy giống nhau, chủ thuộc tính thương tổn 24, hàng dưới 3 điều toàn bộ 12 nằm rảnh. Không biết là bởi vì vừa rồi Lý Thái Kỳ không kịp phản ứng, hay là đầu óc thật sự chậm một nhịp. Lúc này Lý Thái Kỳ trực tiếp từ vị trí nhảy dựng lên. Đúng, ngươi không nghe lầm, là nhảy dựng lên. Bởi vì đeo tai nghe, cho nên nhảy dựng lên đồng thời, kéo, trực tiếp đem màn hình máy tính cho mang tới trên mặt đất. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nghe được âm thanh, nhân viên trong nét theo tiếng mà đến chơi game thì chơi game sao lại không có tố chất như vậy không xứng không xứng lý thái kỳ luôn miệng xin lỗi mình thật sự quá kích động lại quên bây giờ đang ở trong tiệm nét màn hình bị lý thái kỳ kéo xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy màn hình lcd vỡ nát không có việc gì ta bồi thường cho các ngươi không đợi nhân viên trong nét nói ra khỏi miệng lý thái kỳ liền tiếp lời nói đây đích xác là vấn đề của Lý Thái Kỳ, cho nên Lý Thái Kỳ cũng không nói muốn bỏ qua trách nhiệm của mình. Một màn hình máy tính đáng giá bao nhiêu? Lý Thái Kỳ là ai? Triệu phú vài ngày sau. Chiếc nhẫn kia của mình, thỏa đáng, cũng có thể bán được 180 vạn. Đi nào. Được, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không nhiều muốn của ngươi, cái này màn hình ta mua thời điểm 2.500, hiện tại liền cho ngươi chiếc cái giá, đánh cái 8 chiếc, 2.000. Ông chủ tiệm nét thấy Lý Thái Kỳ thừa nhận sai lầm, cũng không định theo đuổi, đồng thời còn giảm giá cho Lý Thái Kỳ. Nội cái gì? Ông chủ, có thể ghi nợ trước được không? Lý Thái Kỳ xấu hổ nói. Hiện tại đừng nói là 2.000, chính là 200 đồng, trên người Lý Thái Kỳ cũng không có. Ký sổ. Không tồn tại. Ngươi chạy ta hỏi ai muốn đi. Ông chủ tiệm nét vừa nghe đến muốn ký sổ, liền dùng ánh mắt ý bảo hai nhân viên trông nét ngăn cửa lại, kiên quyết không cho Lý Thái Kỳ rời đi. Được được được, để tôi gọi điện thoại. Trên người không có tiền, vậy chỉ có một biện pháp, mượn thôi. Nói thật, đầu năm nay, tiền thật đúng là vương bát đảng. Vốn là chơi tốt mấy cái anh em, không đúng, từ hôm nay trở đi sẽ không phải. Vừa nghe đến vay tiền, nguyên nhân gì cũng không hỏi, trực tiếp cúp điện thoại của Lý Thái Kỳ nói gì có việc đang lái xe đang hợp lừa quỷ thì sao không có xe nói đang lái xe du dân thất nghiệp nói đang hợp không cho mượn thì không cho mượn còn nói cái cớ đường hoàng gì nữa lý thái kỳ cũng không tức giận cùng lắm thì sau này không ở chung nữa chỉ bất quá tiền này vẫn phải mượn hai nghìn đồng này hôm nay nếu không lấy ra được phỏng chừng cũng không ra khỏi cửa này được nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới nghĩ lui. Mượn không thể mượn, Lý Thái Kỳ đành phải gọi một dãy số kia. Một bạn học cấp 2, bạn học nữ vòng cung. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lý Thái Kỳ sẽ không gọi cú điện thoại này, bởi vì hắn biết, mình gọi cú điện thoại này, bạn học nữ này nhất định sẽ cho mình vay tiền. Cũng không phải nói quan hệ hai người tốt bao nhiêu, là bởi vì cô gái này theo đuổi Lý Thái Kỳ N5. Về phần tại sao Lý Thái Kỳ không đáp ứng không có biện pháp, là thật sự thích không nổi. Dùng hai chữ để hình dung, đó chính là xe tăng. Lúc học trung học cơ sở chính là cô gái béo nhất lớp. Còn mặt dày mày dạng đuổi theo Lý Thái Kỳ, còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, đã chuyển đến một thành phố khác. Mấy năm nay không có việc gì không có việc gì, liền tìm Lý Thái Kỳ nói chuyện phím, trong lời nói còn lộ ra thích Lý Thái Kỳ. Tính cách cũng không tệ, trong nhà lại có tiền, Thanh âm cũng dễ nghe, chỉ là cân nặng cao một chút. Gia nhân ân trọng, nhưng thật sự không có phúc tiêu thụ a. À. Không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể lại hưởng thụ một lần gia nhân ân trọng. Túc, túc, túc. Tú. Sau ba tiếng, điện thoại kết nối. Lý Thái Kỳ, thật trùng hợp a, à, ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại của ngươi lại gọi đến. Điện thoại vừa gọi, Lý Thái Kỳ bên này còn chưa mở miệng đã bị cướp trắng một trận. Ân ân ân, thật trùng hợp. Nội gì, ngươi hiện tại đang làm gì? Mượn tiền loại chuyện này, thật đúng là không thế nào tốt mở miệng, Lý Thái Kỳ xấu hổ nói. Anh về chiếc giang rồi, em ở đâu? Anh cho em một bất ngờ. Tiệm nét thiên hành gần trường chúng ta có biết không? Tôi ở đâu, cậu mau tới đây đi. Được, ta rất nhanh sẽ tới. Mượn tiền trong điện thoại, lý thái kỳ thật đúng là không mở được cái miệng này chỉ có thể chờ ngô nhật lang đến tiệm nét đến lúc đó cũng không thể thấy chết mà không cứu cũng không thể để cho lý thái kỳ bị đè ở chỗ này không thể đi được chờ ta trong vòng nửa giờ tới ngô nhật lang lưu lại một câu như vậy liền cúp điện thoại người ta đến tiệm nét cũng cần thời gian nhất định cái gì ta trước trở về chơi chờ cũng là chờ còn không bằng trước chơi trò chơi một hồi. Ông chủ tiệm nét thấy Lý Thái Kỳ cũng không có ý muốn chạy, liền không ngăn cản, chỉ bảo mấy nhân viên trong nét nhìn cửa. Đừng để thằng nhóc này chạy thoát. Chính chạy trối chết Lý Thái Kỳ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy tính ban đầu nhất định là không thể dùng, không có màn hình, Lý Thái Kỳ thật đúng là không biết chơi như thế nào. Vì thế trực tiếp mở máy tính không ai chơi bên cạnh đây là lý thái kỳ học ngoan căn bản không đeo tai nghe chơi mộng ảo mang tai nghe gì hai xe nhẫn tổng cộng ra ba thứ có thể bán lấy tiền đồng dạng lý thái kỳ cũng chỉ giám định ba người ba mươi bảy người khác còn đang trong trạng thái chưa giám định nếu không bán đi những nhẫn chưa giám định này lý thái kỳ lưu lại cũng vô dụng đều là một ít trác rưỡi còn trên cơ bản đều là hai cái không có tác dụng chứng gì Vốn còn nghĩ, dù sao mình kiếm tiền, giữ lại thì giữ lại, nhưng hiện tại, tổn thất không công 2.000 đồng, phải kiếm lại. Mua ở đâu, bán cho người đó. Súng ống đạn dược loại vật này, không phải chính mình chế tạo, những người khác trên cơ bản cũng sẽ không muốn. Cho nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng, vô địch Tam đã có thể thu hồi những thứ này. Ông chủ, còn không. Lý Thái Kỳ cho vô địch Tam đã phát ra một cái tin tức. Ai nha? ông chủ có thứ gì tốt không có muốn thêm một xe nữa không thấy lý thái kỳ phát tin tức cho mình vô địch tam đã vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ súng ống đạn dược của mình thật vất vả gặp được một kẻ coi tiền như rác không hố tử thần sao được mình chế tạo bao nhiêu độ thuần thục mình không biết a à. ý nghĩ trong lòng vô địch tam đã chính là nhanh lên đem súng ống đạn dược của mình xử lý hết mặc kệ giá cả thế nào chỉ cần không bồi thường tiền là được. Cái kia, lão bản, súng ống đạn dược của ngươi có thể lui sao? Ta đây còn có 37 cái chưa dám định. Lui cho ngươi có được hay không? Lời này của Lý Thái Kỳ gửi đi suốt 5 phút, đối diện cũng không có trả lời tin tức. Huynh đệ, có ở đây không? Có ý gì, trực tiếp sẽ không trả lời, ngươi không thu hồi, ngươi nói một tiếng a. Lý Thái Kỳ nào biết, trong lòng vô địch tam đã đang nghĩ gì mẹ nó lão tử thật vất vả bán đi rồi ngươi bảo lão tử thu hồi còn có cho lão tử bán ác hay không vừa nhìn thấy lý thái kỳ muốn cho mình thu hồi chưa dám định vô địch ba tá trực tiếp bắt đầu giả chết tiết tấu không thấy được không biết dù sao chính là không lùi không có biện pháp lý thái kỳ đành phải tự mình bán bất quá đương nhiên không thể nào là giá gốc bán cái giá kia phỏng chừng không bán mấy ngày mấy đêm cũng bán không ra một món. Giá thành đại khái là khoảng 7 triệu, vậy Lý Thái Kỳ liền 6 triệu bán. So với giá thành còn thấp hơn 100 vạn, cũng không tin bán không được. Truyền âm. Ái La Lị. CSFF bán ra 80 chưa dám định nhẫn, 600 vạn một cái, muốn tốc độ. Truyền âm. Ái La Lị. CSFF bán ra 80 chưa dám định nhẫn, 600 vạn một cái, muốn tốc độ truyền âm. Ái la lị. CSFF bán ra 80 chưa dám định nhẫn, 600 vạn một cái, muốn tốc độ. Ba cái truyền âm hô xong về sau, Lý Thái Kỳ bay đến cảnh sát, bày biện tốt quay hàng, mỗi cái giá bán 599.999. Rẻ hơn 6 triệu đồng. Ngoại trừ ba cái tốt kia, những cái khác toàn bộ lên kệ. Truyền âm hiệu quả là đòn bẩy không có mấy giây. CSFF đã tới rất nhiều lượng người chơi. Trong đó còn không thiếu, một ít buôn bán vũ khí đạn dược. Tên này đầu óc có hố đi, giá thành cũng không ngừng. Đoán chừng cũng không phải cái gì đồ tốt, cái này chế tạo sư tên, ta đều chưa từng nghe nói qua. Nếu là nổi danh chế tạo sư chế tạo, phỏng chừng giá cả cao cái 100 vạn đều có người mua. Người có phải hay không ngốc, ta đã tính qua giá thành, theo giá cả bây giờ, cũng muốn 7 triệu, còn không tính thể lực. Nhiều người về nhiều người, nhưng không có một người nào ra tay. Chung quanh vây đầy người, nhưng một món cũng không có bán đi. Mẹ nó, giảm giá. Trực tiếp hạ giá toàn bộ, đem giá cả đổi thành chín. Giá thấp hơn 2 triệu, nếu thấp hơn một chút, có thể. Có thể mua nổi một quyển sách giới chỉ, ngay cả tinh thạch cũng mua không nổi. Giá cả hạ xuống, trực tiếp kích nổ đám đông vây xem xung quanh. Vừa rồi vì sao không ai mua, bởi vì giá cả giảm quá ít, so với giá thành ít hơn 100 vạn, vẫn không làm cho bọn họ động tâm. Nhưng hiện tại, thiếu hết 2 triệu. Phải biết rằng, giá thành mới 7 triệu, lần giảm giá này, trực tiếp giảm xuống 30%. Trong nháy mắt, trong vòng một phút ngắn ngủi, 37 kiện chưa dám định toàn bộ bán hết. Tiền trò chơi trên người Lý Thái Kỳ đạt tới khoảng 200 triệu. Sau khi dọn sạch, Lý Thái Kỳ liền kết thúc bày sạp, bày lên sân thượng. Vừa rồi ở bày sạp thời điểm, thuận tiện đem cái kia ba thương tổn nhẫn, ở trên thế giới hô một tiếng. Có người ra giá 600 triệu, tương đương với nhân dân tệ không nhiều lắm 5.000 đồng. Lý Thái Kỳ cảm thấy, cũng kém không nhiều lắm có thể ra tay. Giao dịch thành công, ngài thu được lượng bạc. Cộng thêm 200 triệu vừa rồi, trên người Lý Thái Kỳ tổng cộng có khoảng 800 triệu. Kỳ thật, nếu không bán chút tiền dưới mạng. Nếu như có thể không làm phiền Ngô Nhược Lan, Lý Thái Kỳ là không muốn gặp hắn, mình đợi lát nữa đem tiền trò chơi bán đi, đem tiền bồi thường, chạy trốn là được. Tìm một người tương đối có uy tín trong khu, thương nhân tiền trò chơi, bán kém không nhiều lắm 400 triệu, 280 đồng. Tỷ lệ tương đối thấp so với giá bán trên tàn bảo cát chênh lệch không nhiều lắm 400 triệu chênh lệch hơn 1.000 đồng, nhưng bên này, đến sổ sách nhanh. Hiện tại loại tình huống này, Lý Thái Kỳ cũng không rối rắm 1.000 đồng này, trước tiên đem sự tình giải quyết, mới là vương đạo. Thanh toán vào tài khoản 2.800 tệ. Bên này vừa giao dịch, Alipay trực tiếp vào sổ sách. Lý Thái Kỳ cũng tương đối nghi hoặc, những người này rốt cuộc thao tác như thế nào, cũng không sợ mình tìm về sao mộng ảo hiện tại tìm về hệ thống hoàn thiện như vậy, cũng không biết bọn họ là lợi dụng sơ hở gì. Bất quá cái này cùng Lý Thái Kỳ cũng không có quan hệ gì, dù sao tiền đến Alipay của mình, cũng đừng nghĩ lấy về. Sau khi lấy được tiền, Lý Thái Kỳ chuyển cho ông chủ tiệm nét 2.000 tệ, liền chuẩn bị chạy trốn. Lúc ra khỏi tiệm nét, còn thiếu chút nữa bị một chiếc siêu xe thể thao cò vào. Thân thể vừa xoay, chạy vào một ngõ nhỏ. Nếu bị Ngô Nhược Lan bắt được, phỏng chừng còn thảm hơn cả bị nhốt trong tiệm nét lý thái kỳ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến ăn cơm với xe tăng quả thực là một loại giày vò nhìn xung quanh không có ai lý thái kỳ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ngô nhược lan cái kia trong nhà ta có chút chuyện chúng ta lần sau gặp lại sau khi nói xong lý thái kỳ liền cúp điện thoại về phần kinh hỷ và vân vân lý thái kỳ hoàn toàn không muốn lúc học trung học, Ngô Nhược Lan đã nói với mình như vậy. Kết quả chính mình liền nổi danh, lễ tình nhân ngày đó, cư nhiên tặng cho mình 999 đóa hoa hồng. Hải Lý Thái Kỳ, trực tiếp bị hiệu trưởng phê bình suốt một ngày. Người tên hỗn đảng. Ngô Nhược Lan nhìn điện thoại tức giận nói một câu. Vốn còn muốn cho cậu một bất ngờ. Hiện tại, truy lão nương từ căng tin đều có thể xếp hàng đến cổng trường một thiếu nữ tuổi thanh xuân dáng người thước tha, nhìn Lý Thái Kỳ chạy vào ngõ nhỏ kia, yên lặng nói. Sau đó, ngồi lên chiếc BMW 8 kia, quay đầu một cái, vẫy đuôi xinh đẹp. Mẹ của ta a, à, nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Nhân viên trong nét canh giữ ở cửa nhìn thân ảnh Ngô Nhược Lan rời đi, kìm lòng không đậu phát ra một tiếng cảm thán. Loại nữ nhân này cũng là người có thể nghĩ đến. Hắn kia xe một cái lốp xe, ngươi một năm tiền lương còn chưa đủ ông chủ tiệm nét ở trên đầu nhân viên trong nét vỗ một cái đồng thời nói một câu làm cho hắn hết hy vọng mười dây phía dưới vô địch ba đánh bạn đang nghe tại truyện chấm audio không biết xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ lý thái kỳ rốt cục về tới hắn cái kia cũ nát phòng trọ nói là cũ nát kỳ thật cũng không hẳn vậy chính là một tiểu khu niên đại tương đối lâu đời từ trên tường loang lỗ là có thể nhìn ra cảm giác niên đại không có cách nào nghèo a à. vừa tốt nghiệp đại học lý thái kỳ cũng không hỏi trong nhà đòi tiền tình huống trong nhà mình cũng biết ba đời đều là làm nông trong nhà có thể lưu lại bao nhiêu tiền về phần mua nhà gì gì đó trước hôm nay lý thái kỳ căn bản chưa từng nghĩ tới đừng nói là toàn bộ tiền ngay cả tiền đặt cọc cũng mua không nổi nhưng hôm nay thì khác chiếc nhẫn kia sao lại có thể mua một căn nhà ở đây chứ? Mở cửa phòng, vẹn vẹn chỉ có hơn 20 mét vuông một cái phòng nhỏ, ngoài trừ chu an ở ngoài, cũng chỉ có một cái không phải đặc biệt mới tinh bàn máy tính. Trên bàn đặt một cái laptop, cái này máy tính vẫn là Lý Thái Kỳ lên đại học thời điểm trong nhà mua, đến bây giờ kém không nhiều lắm đã 6-7 năm đi. Thiết bị điện tử loại vật này, đổi mới nhanh như vậy, nhiều năm trước máy tính chơi game đã kẹt vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong nhà Lý Thái Kỳ có máy tính, còn muốn chạy đến tiệm nét chơi game. Let's go! Trải qua thời gian khởi động máy dài đến 1 phút 20 giây, máy tính rốt cục hiện ra giao diện chính. Nhấn đúp vào mở mộng huyễn Tây Du, đăng nhập vào tài khoản của mình. Đại đường cấp 69, Emily. Vừa mới lên game, liền thấy có người đang truyền âm. Truyền âm. Manh manh đát vô địch tam đánh ngươi cái rác rưởi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi nổi danh. Một xe rưỡi súng ống đạn dược, toàn bộ con mẹ nó là hai cái. Truyền âm. Manh manh đát. Vô địch tam đánh ngươi cái rác rưởi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi nổi danh. Một xe rưỡi súng ống đạn dược, toàn bộ con mẹ nó là hai cái. Truyền âm. Manh manh đát. Vô địch tam đánh ngươi cái rác rưởi, hôm nay ta khẳng định muốn cho ngươi nổi danh, một xe rưỡi súng ống đạn dược, toàn bộ con mẹ nó là hai cái. Xem ra moe moe này thật sự tức giận, liên tiếp phát năm sáu cái truyền âm mắng tên vô địch ba đánh này. Không đúng, vô địch tam đã, cái tên này sao nghe quen thuộc như vậy? Đây không phải là người đã bắn súng của chính anh sao? Ông chủ, ông hại tôi rồi. Vừa thấy Lý Thái Kỳ lo dinh, vô địch tam đã trực tiếp gửi một tin nhắn tới cũng không cần nghĩ, súng ống đạn dược của mình từ tiến vào khu này đến bây giờ, tổng cộng liền bán cho Lý Thái Kỳ hai xe. Chuyện Lý Thái Kỳ bán chưa dám định, hắn cũng từng vây xem ở bên cạnh, lúc giảm xuống còn 6 triệu, hắn đã muốn mua, chính là sợ đập vào trong tay mình. Thời điểm giảm xuống còn 500 vạn, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không mua. Lý Thái Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng, phàm là có chút dùng, Lý Thái Kỳ cũng sẽ không rẻ như vậy bán. Vấn đề là cái kia còn lại cái kia 37 cái, là thật toàn bộ rác rưởi, toàn bộ đều là phân giải hàng. Huynh đệ, cho ngươi một đề nghị, bán ác bảo đảm bình an. Loại chuyện này, cùng Lý Thái Kỳ có quan hệ gì, cho nên Lý Thái Kỳ cũng không muốn xen vào. Việc cấp bách là kiếm tiền trước. Hiện tại Lý Thái Kỳ thiếu tiền lợi hại, tiểu khu cũ này còn không có điều hòa, đảo mắt đã đến mùa hè, phỏng chừng nóng gần chết. Còn phải đổi máy tính máy tính sách tay này đi theo Lý Thái Kỳ N5, thật sự là kéo không nổi, liền mộng ảo trò chơi này cũng đi hai bước lui một bước, ngươi nói còn có ích lợi gì. Đương nhiên rồi, cái nhẫn siêu cấp đơn giản kia, khẳng định là trước không lên kệ. Tàn bảo các hiện tại bình thường hạng mức cao nhất chính là 100 vạn, coi như là tiền phục vụ khách hàng, cũng chỉ có thể điều đến 200 vạn, Lý Thái Kỳ tâm lý giá cả, 200 vạn đều coi như bán lỗ. Cái khác không thể gọi là cực hạn. Cái này tuyệt đối là gọi là cực hạng siêu cấp đơn giản. Chỉ cần hắn cái này thuộc tính không điều, tương lai N5 bên trong chỉ có thể nói cùng hắn bình khởi bình tọa, không có khả năng siêu việt nó thuộc tính. Thương tổn 24 đã toàn bộ chật ních, hạ xuống ba hàng toàn bộ đã cao nhất. Trừ phi nói nhẫn cũng ra không cấp bậc hạn chế, vậy Lý Thái Kỳ phải nhận thua. Còn có một loại chính là chính mình dùng, bất quá không có cái khác trang bị tương xứng chỉ bằng vào một cái siêu cấp đơn giản nhẫn, cũng không cách nào đem hắn đẩy về địa vị bá chủ. Trước tiên đem cái nhẫn song pháp bạo nhất pháp thương kia bán đi. Thuộc tính quốc tiêu cấp 80 rẻ nhất trên thị trường, kém không nhiều hơn 2.000 đồng. Nhưng thuộc tính giống như Lý Thái Kỳ, một người cũng không có. Chỉ cần ban đầu phòng ngự 24, đã làm cho những chiếc nhẫn kia theo không kịp. Bất quá giá cả hẳn là cũng sẽ không tăng quá cao, nguyên lai like nghĩ nhỏ hơn một vạn, hẳn là cũng không tới. Dù sao 100 cấp, kém không nhiều lắm thuộc tính cũng chỉ 8 chín ngàn khối, nhưng dù sao 80 cấp không lên được 10 đoạn tinh huy thạch. 5.000 đồng, thiếu không nhiều lắm chính là cực hạn. Mất một cái giá 4.500, hẳn là trong vòng vài ngày đã bị mất. Lúc đổi mới tàn bảo cát, còn nhìn thấy một thứ. Một nhân vật, vô địch tam đã. Người này, bán nhanh như vậy a à, phỏng chừng là đã sớm đăng ký vẫn không cho mình một lý do. Hẳn là đăng ký trước 15 ngày, trong vòng một tháng tùy thời đều có thể lên kệ. Sau khi bị phun, trực tiếp lên giá. Để tôi xem. Nói thật, Lý Thái Kỳ còn muốn biết, độ thuần thục của người này rốt cuộc có bao nhiêu. Vô địch tam đã. Lớp. 145 chế tạo. 160, luyện kim. 160, thợ may. 160 thối linh. 160 chế tạo độ thuần thuộc. 8987 độ thuần thuộc thợ may. 9092 ngựa mua da, tôi đã nói rồi. Vì sao đánh ra còn rác rưởi như vậy? Hai cái độ thuần thục cũng không quá vạn. Nhìn thoáng qua giá cả, vẫn có chút tự mình hiểu lấy, mới bày hơn 2.000 đồng. Số này tuy rằng không có danh khí, nhưng chính mình cái kia nhẫn vừa ra tới, phỏng chừng danh khí sẽ đại trướng, dù sao toàn mộng ảo đệ nhất nhẫn. Lý Thái Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định lấy số này. Độ thuần thuộc cái thứ này, ngươi không nói, ta không nói, ai con mẹ nó biết. Chỉ cần lăng xê tốt, chỉ cần một cái nhẫn siêu cấp đơn giản trang bị đồ giám, là có thể làm cho số này tăng giá trị gấp mấy lần. Phù dung giới ngài gửi bán ở tàn bảo các bán với giá 4.500 tệ. Ngay khi Lý Thái Kỳ đang suy nghĩ thao tác như thế nào, thanh bạn tốt bắn ra một tin tức. Bán nhanh đi. 4.500 đồng, khấu trừ một cái 5% phí thủ tục, kém không nhiều lắm còn có khoảng 4.200. Nhưng tiền này, Lý Thái Kỳ hiện tại cũng không lấy được. Thời hạn công bố 3 ngày, thời hạn xét duyệt 3 ngày, suốt một tuần lễ mới có thể lấy được số tiền này. Tài khoản này, nếu bị dây, mình không phải thua thiệt lớn sao? Lý Thái Kỳ mãnh liệt hút một hơi thuốc, mẹ nó, thua thiệt liền thua thiệt điểm. Trong kho bạc của Lý Thái Kỳ, còn có kém không nhiều lắm 400 triệu tiền trò chơi, nếu bán trực tuyến, 2.800 đồng, cũng đủ mua số này. Thanh toán vào tài khoản 2.800 tệ. Sau một trận giao dịch, tiền vào sổ sách, Lý Thái Kỳ lập tức xây một ác nhỏ, đem vô địch tam đánh, cho dây xuống.